án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, hàng trăm cá nhân và các công ty tài chính đã liên quan trong việc tạo nên một chuỗi hành vi lừa đảo phức tạp kéo dài qua nhiều năm. Tại phiên tòa sơ thẩm đầy căng thẳng, Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, không thể giấu được sự ân hận khi nói về những hành động đã thực hiện dưới sự chỉ đạo của người cô quyền lực. Với mức lương 80 triệu đồng trên tháng, Vân đã tham gia vào quá trình phát hành trái phiếu khống và chiếm đoạt số tiền khổng lồ 13.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nạn nhân. Thâm tâm bị cáo không muốn lừa, chiếm đoạt tiền của ai? Lời bào chữa của Vân khiến không ít người suy nghĩ liệu Trương Huệ Vân có thực sự chỉ là một con cờ trong tay bà Trương Mỹ Lan. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trường rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trương Huệ Vân, thâm tâm bị cáo không muốn lừa, chiếm đoạt tiền của ai? Một trong những bị cáo thân cận với bà Lan có vai trò trong cả hai giai đoạn là Trương Huệ Vân, cháu gái bà Lan. Theo hồ sơ vụ án, thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty Winstore, ký các hợp đồng chứng từ khống để công ty Winstore chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông. Số tiền này để mua sơ cấp và giúp bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành hai mã trái phiếu AGC-2018-091 và AGC-2019-1 của công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại. Liên quan đến việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông, bị cáo Trương Huệ Vân nói, lúc đó bị cáo chỉ tập trung vào hoạt động quản lý, khai thác các tòa nhà, căn hộ, trung tâm thương mại, dịch vụ cho thuê, còn hoạt động tài chính bà không nắm vấn đề. Bị cáo Vân cho biết, được trình lên một bộ hồ sơ, trong đó các lãnh đạo đã ký hết, mọi người rất khẩn trương nên bị cáo chỉ ký vào chỗ đã đánh dấu sẵn chứ không kịp nắm vấn đề. Bị cáo không tham gia bất kỳ cuộc họp phát hành trái phiếu nào của công ty An Đông, mọi thứ đã có sẵn hết. Cháu gái bà Lan cho rằng không ai chỉ đạo và bị cáo Vân cũng không chỉ đạo ai. Khi bị mời lên công an thì bị cáo Vân mới biết. Số tiền quá lớn, bị cáo làm thuê với mức lương 80 triệu đồng trên tháng nên khó có khả năng khắc phục. Nhưng bị cáo có vận động gia đình, cố gắng. Thâm tâm bị cáo không muốn lừa chiếm đoạt tiền của ai. Bị cáo xin lỗi các bị hại vì mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình người ta như thế, bị cáo Vân trình bày tại tòa. Tuy nhiên, theo điều tra, Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan là một trong những người đầu tiên bị cáo buộc trong vụ án. Với vai trò tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty WMC, Vân đã giúp bà Lan phát hành hai mã trái phiếu của công ty An Đông, đồng thời tham gia vào việc chiếm đoạt hơn 13.000 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, Vân thực hiện các hợp đồng và chứng từ khống nhằm chuyển số tiền này từ công ty WMC sang công ty An Đông. Trong quá trình điều tra, Vân khai nhận rằng mình thực hiện các hành vi này do tin tưởng bà Lan và không hề được hưởng lợi cá nhân. Để khắc phục hậu quả, cô đã nộp lại 1 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 của vụ án, Trương Huệ Vân bị Tòa án Nhân dân TP.HCM phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Bà Vân bị cáo buộc đã thực hiện chỉ đạo của bà Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chỉ đạo cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại SCB, giúp bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25 tỷ đồng. Cho rằng mức án trên có phần nghiêm khắc, bị cáo Vân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện vụ án chưa được Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm. Những cánh tay phải của bà Trương Mỹ Lan nghẹn ngào trước tòa. Trong phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra và cho rằng từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan là người đã đề ra chủ trương chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Stedra phát hành 25 mã trái phiếu khống bán cho các nhà đầu tư thu về tổng số tiền 30.081 tỷ đồng. Các bị cáo đều khai thực hiện theo chỉ đạo là người làm công ăn lương, tin tưởng các chủ trương do Trương Mỹ Lan đề ra. Các bị cáo rất hối hận và không hình dung được hành vi của mình đã gây ra thiệt hại quá lớn cho người dân. Các bị cáo hứa cố gắng sắp xếp tài chính để khắc phục hậu quả của vụ án, xin hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Võ Tấn Hoàng Văn là một trong 6 bị cáo được hội đồng xét xử thẩm vấn tại phiên tòa ngày 20 tháng 9 nhằm làm rõ các sai phạm khi giúp sức bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trả lời hội đồng xét xử, ông Văn khai đã chỉ đạo các phòng ban giới thiệu, tư vấn bán trái phiếu sau khi đã đăng ký thành công với Ủy ban Chứng khoán, ủy quyền cho đại diện phía ngân hàng ký kết hợp đồng với TVSI về việc hợp tác giới thiệu nhà đầu tư nhận chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng trái phiếu. Chủ tọa hỏi, bị cáo có cho rằng SCB tư vấn bán trái phiếu cho người dân là đánh tráo khái niệm không? Bị cáo Văn đáp, điều này cũng được cơ quan điều tra đưa ra trước đó. Trái phiếu là sản phẩm của bên thứ ba, SCB đã xây dựng quy trình tài liệu để đào tạo toàn bộ nhân viên trước khi tư vấn cho khách hàng và quá trình triển khai thực hiện được kiểm soát chặt chẽ. Bị cáo Văn khai tại tòa. Sau gần 30 phút trả lời thẩm vấn, ông Văn xin tòa được trình bày, sau đó ngập ngừng, nghẹn giọng, nói chỉ được ngân hàng trả lương theo tháng và không hưởng lợi gì khác trong việc này. Thời điểm đó, bị cáo chỉ nghĩ việc này là khai thác nguồn tài nguyên khách hàng mà SCB đã nỗ lực nhiều năm mới có được. Khi xảy ra sự việc, bị cáo rất đau lòng. Bị cáo không nghĩ rằng gây thiệt hại cho quá nhiều người dân như vậy. Ông Văn bật khóc. Với các hành vi đã thực hiện, ông Văn bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức tích cực cho bà Lan hoàn thành việc bán trái phiếu của các công ty An Đông, Quang Thuận và Serra. Đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt số tiền hơn 28.000 tỷ đồng của hơn 35.818 bị hại. Cũng trong ngày làm việc 20 tháng 9, hội đồng xét xử đã tiến hành hỏi các bị cáo từng là cán bộ chủ chốt của SCB. Theo đó, bà Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, thừa nhận cáo trạng truy tố không oan sai. Tuy nhiên, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét một số chi tiết như không bàn bạc trao đổi với các bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc SCB về việc lên phương án chạy dòng tiền khống. Về cáo buộc chỉ đạo cấp dưới, bị cáo Dung nói chỉ trao đổi chung về chủ trương chứ không trực tiếp trao đổi với từng bị cáo. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB khai, trước khi làm việc tại SCB là nhân viên của một công ty bất động sản nên không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Bị cáo Hoàng nói thêm, trước khi vào làm việc tại SCB, việc phát hành trái phiếu đã diễn ra. Tại thời điểm ông này làm quyền tổng giám đốc SCB, Hoàng nói do áp lực nên đã có những hành vi sai trái, đồng ý với chủ trương từ bà Trương Mỹ Lan, phát hành trái phiếu Serra. Hành vi của bị cáo là sai phạm, bị cáo rất đau xót về việc làm của mình. Càng đau xót hơn khi mẹ, dì của bị cáo cũng là những người bị hại trong vụ án. Bị cáo Hoàng khai tại tòa. Tương tự, ông Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm và xin nhận trách nhiệm. Người đàn ông này nói tại thời điểm phát hành trái phiếu không biết sai phạm, vợ và nhiều người thân của ông ta cũng mua trái phiếu của SCB. Ông Hoàng, ông Dũng và bà Dung bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc phát hành trái phiếu công ty Serra giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của 2.431 bị hại. Vai trò của tỷ phú Hồng Kông Chu Lập Cơ trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát. Để thực hiện được hàng loạt hành vi phạm tội trên, bà chủ Vạn Thịnh Phát nhận được sự giúp đỡ của nhiều người thân. Người đầu tiên bị kéo vào vòng xoáy pháp luật là ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan. Ông Chu mang quốc tịch Trung Quốc và giữ chức chủ tịch công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Việt Nam, Times Square, bị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3, điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Ông bị cáo buộc đã hỗ trợ bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức hóa và sử dụng số tiền phạm pháp lên tới hơn 33 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến ngày khởi tố vụ án vào tháng 10 năm 2022, ông Chu Lập Cơ đã sử dụng các thẻ tín dụng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB phát hành, chi tiêu tới 225 tỷ đồng cho các hoạt động mua sắm và dịch vụ xa xỉ tại nước ngoài. Theo kết quả điều tra, số tiền này không chỉ đến từ các nguồn hợp pháp mà còn bao gồm cả tiền có được từ các hành vi tham ô và lừa đảo của bà Lan. Ông Chu thừa nhận biết rõ nguồn gốc phạm tội của số tiền này khi bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ tín dụng của ông để chi tiêu. Mặc dù trong quá trình điều tra, ông Chu đã nhận trách nhiệm và nộp lại 19 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, ông vẫn bị truy tố về tội rửa tiền với mức độ nghiêm trọng. Ông Chu không phải là người xa lạ với các phiên tòa xét xử. Trước đó trong giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát, ông đã bị kết án 9 năm tù với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm vào năm 2022, nhưng ông Chu đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm hiện vẫn đang được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Việc ông Chu bị cáo buộc rửa tiền và liên quan đến các hoạt động phạm tội của bà Trương Mỹ Lan đã tạo nên một cú sốc lớn trong dư luận. Không chỉ vì ông là chồng của một nữ doanh nhân nổi tiếng mà còn vì tầm ảnh hưởng của ông trong giới tài chính và đầu tư. Công ty Times Square do ông điều hành không chỉ là một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam mà còn có liên quan đến nhiều dự án đầu tư quan trọng cả trong và ngoài nước. Ông Chu Lập Cơ không phải là người duy nhất trong gia đình bà Trương Mỹ Lan bị liên đới trong vụ án này. Theo hồ sơ vụ án, nhiều người thân khác trong gia đình bà Lan cũng bị cáo buộc có vai trò trong việc che giấu, hợp thức và rửa tiền. Họ đã giúp bà thực hiện các hoạt động tài chính phức tạp nhằm qua mặt các cơ quan chức năng và tạo điều kiện cho bà Lan thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số những người thân bị điều tra, không ít người đã giữ các chức vụ quan trọng tại các công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc có liên quan đến các giao dịch tài chính của tập đoàn. Hai nhân vật đặc biệt giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Người thân tiếp theo bị cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan là Ngô Thành Nhã, em dâu bà Lan. Đây là lần đầu tiên Nhã bị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Là tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chủ tịch công ty An Đông, bà Nhã đã chỉ đạo việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông vào năm 2018. Bà Nhã không chỉ ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức hóa việc phát hành trái phiếu mà còn tổ chức các cuộc họp với các cán bộ chủ chốt của công ty An Đông, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty SPG và công ty Sunny World để phối hợp thực hiện. Các hành vi này giúp hoàn thành chuỗi giao dịch khống, từ đó tạo lập hai mã trái phiếu để chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Ông Trương Vincent King, một nhân vật có quốc tịch Mỹ, cũng bị cáo buộc đồng phạm trong vụ án này. Ông King đến Việt Nam vào năm 2010 và được bà Lan sắp xếp làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sunny World, một công ty liên quan đến việc phát triển các dự án bất động sản. Dù chịu trách nhiệm về chuyên môn trong lĩnh vực phát triển dự án, nhưng ông King lại bị cáo buộc hợp thức hóa hồ sơ và chứng từ khống giúp bà Lan phát hành 3 gói trái phiếu của công ty An Đông và công ty Sunny World. Số tiền mà bà Lan và ông King chiếm đoạt từ việc phát hành trái phiếu lên đến 26.581 tỷ đồng, liên quan đến 30.744 bị hại. Vai trò của ông Vincent King trong vụ án chủ yếu là giúp bà Lan hợp thức hóa các tài liệu tài chính liên quan đến việc phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, ông cũng được cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo và lần đầu phạm tội. Những hành vi phát hành trái phiếu khống và lừa đảo của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hàng chục ngàn người dân và tổ chức đầu tư. Với 30.744 bị hại và số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, vụ án Vạn Thịnh Phát đã làm lung lay niềm tin của giới đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam. Bên cạnh việc chiếm đoạt tài sản, các bị cáo còn bị cáo buộc thực hiện hàng loạt hành vi rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đặc biệt trong giai đoạn 2 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị buộc tội rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ tài chính quốc tế. Bóc trần những mánh khóe lừa đảo chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng qua trái phiếu khống. Trương Mỹ Lan là một trong 4 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về cả 3 tội danh trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, trong bản cáo trạng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công bố, Trương Mỹ Lan cùng các cộng sự đã lập kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành 25 mã trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo. Các mã trái phiếu này được phát hành bởi 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Zetra, với tổng số lượng lên tới 308.691.388 trái phiếu, tương ứng với giá trị 30.869 tỷ đồng. Việc phát hành trái phiếu diễn ra với mục đích tăng quy mô vốn, phục vụ cho các dự án đầu tư, cơ cấu lại khoản nợ và mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Tuy nhiên, theo các cáo buộc, các mục đích này chỉ là vỏ bọc cho các hành vi lừa đảo nhằm mục tiêu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã tổ chức các cuộc họp với các nhân sự chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB để lên kế hoạch sử dụng các công ty trong tập đoàn phát hành trái phiếu.
Với vai trò là người đứng đầu, bà Lan chỉ đạo cấp dưới thực hiện các giao dịch tài chính phức tạp để rút tiền từ SCB, sau đó sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, dẫn đến tình trạng mất khả năng chi trả cho nhà đầu tư. Những nhà đầu tư mua trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã rơi vào cảnh trắng tay khi các công ty này không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Vụ việc không chỉ khiến nhiều cá nhân mất đi tài sản mà còn gây rối loạn hệ thống tài chính, làm lung lay niềm tin vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam. Cáo trạng cũng chỉ rõ, Trương Mỹ Lan và các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. Theo cơ quan tố tụng, có tới 2-3 công ty thuộc tập đoàn này đã tham gia vào việc chuyển tiền trái quy định từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, với tổng số tiền lên đến 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền được chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỷ USD, trong khi 3 tỷ USD được nhận từ các tài khoản ở nước ngoài. Các giao dịch này không tuân thủ các quy định pháp lý về quản lý ngoại hối và chuyển tiền qua biên giới của Việt Nam, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự ổn định của thị trường tiền tệ và tài chính trong nước. Việc chuyển tiền ra nước ngoài trái phép được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm việc sử dụng các tài khoản cá nhân, công ty nước ngoài và các giao dịch tài chính ẩn danh. Mục đích của các giao dịch này là để cất giấu và hợp pháp hóa số tiền thu được từ các hành vi lừa đảo, rửa tiền và hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khác. Tội danh rửa tiền là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất mà bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải đối mặt trong vụ án này. Theo cáo trạng, số tiền được sử dụng để rửa tiền lên đến 445.000 tỷ đồng. Trong đó, 415.000 tỷ đồng là số tiền được rút ruột từ ngân hàng SCB, trong khi 30.000 tỷ đồng khác là từ các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu. Để thực hiện hành vi rửa tiền, bà Lan và các cộng sự đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau nhằm che giấu toàn bộ nguồn gốc của số tiền có được từ các hành vi phạm pháp. Một trong những phương pháp phổ biến mà các đối tượng này sử dụng là chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước, đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc hợp pháp hóa qua các giao dịch kinh doanh. Việc cắt đứt dòng tiền bẩn và biến nó thành tiền hợp pháp đã gây ra không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và truy vết. Hệ thống tài chính và các giao dịch phức tạp giữa các tài khoản ngân hàng đã được thiết lập một cách tinh vi, khiến việc xác định nguồn gốc và mục đích sử dụng của các khoản tiền trở nên khó khăn hơn. Vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát không chỉ ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư mà còn làm rung chuyển thị trường tài chính Việt Nam. Hàng chục nghìn tỷ đồng đã biến mất qua các giao dịch trái phiếu và chuyển tiền bất hợp pháp, làm giảm lòng tin của công chúng vào hệ thống tài chính và quản lý tiền tệ. Bên cạnh đó, vụ án còn khiến nhiều người lo ngại về sự minh bạch và hiệu quả của hệ thống tài chính, đặc biệt là khi các công ty lớn như Vạn Thịnh Phát có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch tài chính. Với số tiền khổng lồ liên quan đến vụ án, quá trình xử lý và truy tố các bị cáo sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Các nhà chức trách đã cam kết rằng những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các biện pháp khắc phục hậu quả sẽ được thực hiện để bảo vệ quyền lợi của những người bị thiệt hại. Vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã trở thành một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử tài chính Việt Nam. Với các cáo buộc về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền, bà Lan và các đồng phạm phải đối mặt với những tội danh nghiêm trọng. Với tổng số tiền bị chiếm đoạt và rửa lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, vụ việc không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự phức tạp của các hoạt động tài chính bất hợp pháp mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy sự cần thiết của việc cải thiện và tăng cường kiểm soát trong lĩnh vực này. Những người không bị xem xét hình sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận khi bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác bị truy tố với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tuy nhiên, đáng chú ý là vẫn còn nhiều cá nhân có liên quan trực tiếp tới chuỗi hành vi phạm pháp này nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do không đủ cơ sở pháp lý để buộc tội họ. Một phần quan trọng của vụ án là việc phát hành trái phiếu bất hợp pháp qua công ty chứng khoán Tân Việt, TVSI và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB.
Các nhân viên của hai tổ chức này đã tham gia sâu rộng trong việc tạo lập dòng tiền và phát hành trái phiếu theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao. Tại TVSI, ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc đã qua đời, là người chỉ đạo trực tiếp 6 nhân viên phòng dịch vụ ngân hàng đầu tư IB phía Nam lập hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu cho các công ty liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định rằng những nhân viên này thực hiện các hành vi theo đúng quy trình và không nhận thức được rằng chủ trương phát hành trái phiếu là trái pháp luật. Tại SCB, theo chỉ đạo của bị can Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc ngân hàng, bà Trần Thị Minh Thảo, phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, đã phối hợp với TVSI để đào tạo hơn 2.000 nhân viên tại 239 chi nhánh về việc tư vấn và bán sản phẩm trái phiếu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định rằng các hoạt động đào tạo này không có dấu hiệu lừa dối khách hàng và bà Thảo không biết về sự vi phạm pháp luật trong chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, có 45 cá nhân là nhân viên tại SCB đã tham gia ký khống các chứng từ liên quan đến việc tạo dòng tiền khống tại các chi nhánh ngân hàng, nhưng họ đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan điều tra cũng xác định rằng các nhân viên này chỉ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu mà không hiểu rõ toàn bộ bản chất của hành vi lừa đảo. Do đó, họ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại 4 công ty phát hành trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Serra, có 15 cá nhân giữ vai trò đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng. Những người này đều là nhân viên được tập đoàn thuê mướn và trả công, tham gia vào việc tạo lập các dòng tiền khống. Tuy nhiên, các cá nhân này không biết rõ về bản chất trái pháp luật của hoạt động phát hành trái phiếu và chỉ làm theo chỉ đạo từ lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Với vai trò là những người làm công ăn lương và không có vai trò chủ động trong các quyết định quan trọng, họ cũng không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài 15 người đại diện pháp luật và kế toán trưởng, còn có 115 cá nhân khác cũng được tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê để ký chứng từ liên quan đến việc nộp và rút tiền. Những cá nhân này chủ yếu là người lao động tự do, không có việc làm ổn định và chỉ thực hiện các nhiệm vụ được giao mà không hiểu rõ bản chất của hoạt động tài chính mà họ tham gia. Cơ quan điều tra cũng đã quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm người này vì họ chỉ là những người phụ thuộc và không có vai trò quyết định trong việc lừa đảo. Liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trần Thị Thúy Ái, thủ quỹ của SCB chi nhánh Sài Gòn đã giao tiền mặt cho Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan tại tầng hầm tòa nhà 927 Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Ái thực hiện nhiệm vụ này theo chỉ đạo của cấp trên và không có giấy tờ giao nhận chính thức. Đây là một trong những khâu quan trọng giúp bà Lan chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng do bà Ái chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao và không có vai trò chủ động trong việc quyết định vận chuyển tiền, cơ quan điều tra đã không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà về hành vi này. Tuy nhiên, bà Ái vẫn bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến các chứng từ và hoạt động tạo lập trái phiếu. Ngoài bà Ái, còn có 12 cá nhân khác thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên mở tài khoản tín dụng tại SCB và ký các chứng từ nộp tiền vào tài khoản. Những người này có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và thường xuyên được bà Lan nhờ mở thẻ tín dụng và thanh toán các giao dịch cá nhân, bao gồm mua sắm trang sức tại Hồng Kông. Mặc dù có tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan đến vụ án, họ đều khẳng định rằng mình không biết nguồn gốc của số tiền được sử dụng và chỉ làm theo chỉ đạo của bà Lan. Với 180 cá nhân khác đứng tên ký chứng từ tại SCB và làm giám đốc, kế toán trưởng cho các công ty ma của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra xác định rằng họ cũng không biết về bản chất trái pháp luật của các giao dịch mà họ tham gia. Những người này phần lớn là lao động tự do, không có công việc ổn định và chỉ được thuê ký tên vào các hợp đồng và chứng từ theo yêu cầu. Do không có vai trò quyết định, họ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án. Quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hàng trăm cá nhân liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cơ quan điều tra đều cho rằng những người này là những cá nhân phụ thuộc, làm công ăn lương và chỉ thực hiện theo chỉ đạo mà không có nhận thức rõ ràng về bản chất của hành vi lừa đảo. Đối với những cá nhân này, vai trò của họ trong vụ án là thứ yếu và không mang tính chủ động. Cơ quan chức năng nhận định rằng việc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người này là phù hợp với quy định pháp luật. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy sự công tâm trong quá trình xét xử và điều tra vụ án, đảm bảo rằng những người thực sự phạm tội sẽ bị trừng phạt,
trong khi những cá nhân chỉ thực hiện nhiệm vụ mà không có ý định gian lận sẽ được loại trừ khỏi trách nhiệm hình sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!